À, trong chương trình Vlog ẩm thực ngày hôm nay, Duy Nguyễn mời các bạn đến với một món ăn rất là hương đồng gió nội. Đó là món ăn cá lóc hấp bầu. Tất nhiên trên cái đĩa này thì các bạn sẽ thấy cách chế biến hơi khác một chút xíu. Nó không phải là như một cái cách chế biến truyền thống mà các bạn gặp trong những cái món nhà hàng dân dã ở vùng quê. Nhìn nay những cô tiếp viên mặc áo bà ba rất xinh đẹp, với những giọng nói rất là ngọt ngào, với những nụ cười rất là hiếu khách, mời chúng ta ăn món cá lóc hấp bầu. Trong cái trái bầu thật, nhìn nó ra dáng vẹo trái bầu, và trong một con cá lóc nhìn cũng biết là con cá lóc, nhưng yên tâm đi. Duy Nguyễn bảo kê các bạn đây là cá lóc thật, tại vì nhà đầu bếp của Duy Nguyễn có đi mua cá lóc về cho coi nè. Đó, cho con cá lóc chữ tê tê đọc cái bóp cái xịt sọ ra, rồi nói chung hơi dã man xíu rồi, tội nghiệp cao quá. Nên cá lóc là cá lóc thật. Và cái này là xịn hơn chỗ nữa là phi lê cá lóc. Phi lê tức là sao đấy cái lưng các bạn. Chặt đầu chặt đuôi móc bụng đi, cắt vây cắt này, xẹt lưng ốp xuống cái đuôi, bỏ bụng. Đó là phi lê cá, nên không phải là cá lóc đẻo. Ví dụ như bằng ăn món này ở đâu đó ngoài chợ bán thì có thể là không đảm bảo cá lóc mà ta xay. Tất cả mọi thứ đều có thể xay nha. Còn riêng này là phi lê thịt, thịt cá lóc thật. Đây có sốt chan lên, các bạn có thể chấm nước tương, bầu chấm nước tương nè, ăn ngon rồi. Còn đây thì có mang một cái hương vị đông ta kết hợp bạn ơi. Lộn lộn đông tây. Nói xong thấy nó kỳ, đông tây kết hợp em. Sốt sốt thường thường Việt Nam ít chơi món này. Việt Nam mình chủ yếu là chơi gia vị nước tương xì dầu thôi. Rồi bây giờ chờ đợi gì nữa? Khi mà quá đói rồi, tập lưng xô xong quá đói rồi, chúng ta phải ăn. Cái món này nó có một cái ưu điểm á là calo thấp bạn. Lưng cá lóc này nọ thì nó cũng chẳng có mỡ gì cả nha. Mà cá lóc nó ăn nó cũng hiền tính, nó là hiền, tức là mình ăn cho mình ít bị dị ứng á, mình ít bị cảm thấy khó chịu. Và cái nữa là bầu nó quá dễ rồi, quá rẻ luôn rồi, mà xay ra như vậy ăn là quá mềm luôn rồi. Mà nói chung món này không xay ăn cũng mềm, mà để ruột bầu ăn cũng được các bạn. Làm cá lóc hấp bầu cho nó sang, chứ giờ chỉ bạn ăn dễ lắm, bạn mua cái bầu gì bạn luộc đi. Bạn mua một cái và bạn luộc hai cái món luộc mà để bàn, bạn ăn bên này một cái bên kia, một cái bên này một cái, bạn chấm nước tương cũng ngon, thịt ngọt nữa. Còn cái này xay ra sợ nó ngọt bằng cá lóc thật, nó thật nhé, mà thử mới biết được. Bây giờ mình ăn thử có sốt. Nó là lửa bầu bao giòn ta. Lấy nước tương tâm thái tử ra quất em. Sốt này ăn không có đủ. Như đây là 1 ký cá lóc không em? Ký không? Biết không? Tao bán tao mà báo con nhưng tao bán ký hả? Món này nhiêu tiền hả? Cá 80 thì món này cũng cao lắm, 150-200 cái gì. Bầu ngon à. Bầu xịn á. Được. Duyệt. Bởi vậy khi mình đi ăn, mình ăn cái món này mấy bạn, nhớ lời thời Hàng Vi: mà rau tôm nấu với ruột bầu, mà thằng Trang mà con húp gật đầu khen ngon mấy bạn. Thời sinh viên á, ăn khổ lắm. Bây giờ cũng là cái món này đó, ăn khổ không kém. Nhưng vừa có cá lóc. Anh cho cái nỉa nha. Tập xong, chưa có mốt được cao. Ngồi nói cái mấy câu mà vlog này. Chóng mặt, tụt đường. Ăn miếng cơm cho nó đỡ lắm á mấy bạn. Thật sự tụt đường khó chịu lắm, cảm giác tụt đường nó chóng chóng mà sắp xỉu á. Đầu bếp dở quá. Đáng lẽ đó là bầu này phải mua hai trái, một trái làm này, còn trái kia luộc lại sắc miếng ăn chơi. Cái món này á, nó không có bầu kế bên, nhìn nó đơn điệu, nó cô đơn sao mấy em. Ăn nhiều khi thấy bầu ngon, ngon cá lóc nữa. Muốn chấm miếng bầu quất mà không có miếng bầu.
Cái này là gì? Cá lóc hấp bầu. Thì đầu bếp của anh nó quán triệt rất là rõ ràng cái tư tưởng mà cá lóc hấp bầu thì cá lóc nó phải nhiều hơn bầu. Đó. Khổ vậy các bạn. Chả cá thì cũng dai á. Ê, bữa nào làm chả cá luôn đi. Xay ra xong bỏ chiên. Đi. Hấp là chả cá hấp, chiên. Quá gì? Không, chả chả hấp đi. Cái chả chiên là sắc miếng vậy đó. Như chả cá Quy Nhơn vậy đó. Xong rồi nấu bún ăn, bún chả cá lóc. Anh tức thiệt chứ ta. Cái món này phải có dĩa rau luộc nữa. Quất nó mới đã. Em ăn cơm chưa? Ăn rồi không? Tính chừa cho em thôi. Ăn rồi thôi. Bạn ăn cơm chưa? Rồi luôn hả? Thôi tao bán ăn. À, bữa ăn đã kết thúc rất là nhanh đúng không các bạn? À, chúng ta ăn trưa chúng ta cần phải ăn những món đơn giản, nhanh chóng và đầy đủ bổ dưỡng. Thứ nhất là nó đáp ứng cho cái sự phục hồi cơ bắp chúng ta, phục hồi thể lực chúng ta sau mỗi buổi tập. Và thứ hai, nó nhanh để chúng ta còn làm việc khác, để chúng ta còn đến với công việc, đến với cuộc sống, đến với sinh hoạt của từng người chúng ta. Thì đây là một cái món ăn bạn có thể áp dụng trong giáo án Diệu Nguyễn Nghiêm Phổ cũng như Nguyễn Mỹ Tâm Kinh cho mục tiêu tăng cân, tăng cơ, lean body, giảm mỡ đều được hết nha các bạn. Xin ái kính chào, chúc các bạn có một buổi ngon miệng.